HocTuDau.com xin giới thiệu bài học về cách dùng Notepad++. Như chúng ta đã biết, đây là một cái phần mềm mà nó tốt hơn Notepad một chút. Thế thì tôi sẽ giới thiệu một số cái khái niệm của Notepad. Đây, chúng ta sẽ bấm vào cái nút này. Ở đây tất cả các cái phần mềm nó đều có cái nút là File New, hoặc bấm cái nút này. Có thể dùng phím tắt hoặc là bấm cái hình này. Mọi phần mềm đều có cái chức năng giống như thế để mà tạo ra một cái tập mới, một cái file mới. Thế thì khi mà có một cái file mới rồi thì chúng ta có thể gõ những cái thứ mà chúng ta muốn. Thì ở đây tôi giới thiệu một số khái niệm, các khái niệm. Khái niệm đầu tiên tôi muốn giới thiệu đấy là khái niệm code indent, hay là còn gọi là cái auto indent. Để so sánh thì chúng ta thử dùng cái phần mềm Notepad thông thường. Nếu mà chúng ta dùng Notepad thông thường, khi mà chúng ta gõ một dòng bất kỳ, ví dụ như thế này, các bạn để ý tôi phải gõ tab. Mỗi lần tôi enter thì con chuột nó nhảy vào đầu dòng và tôi đã phải gõ tab. Đó, thì để cho code nó sắp xếp đẹp thì chúng ta phải tab rất nhiều như thế này. Thì cái việc đấy nó hơi bất tiện. Ví dụ mỗi lần ra tôi phải tab. Đấy, thì cái việc gõ đấy nó hơi phức tạp. Nó tốn nhiều cái thao tác ấn nút tab quá, đúng không? Auto indent tức là, hay còn gọi là auto tab. Thì với Notepad ++ thì chúng ta không phải làm cái việc đấy, nó sẽ tự động nó tạo ra tab cho chúng ta. Ví dụ ở đây chúng ta gõ là tab một lần thôi, nhưng mà những cái lần sau ấy thì nó sẽ tiện hơn. Khi nó enter nó không nhảy vào đầu dòng như là Notepad mà nó nhảy ra cái chỗ ngay thẳng từ trên xuống dưới. Đấy, thì như thế cái nó sẽ giảm cái số lần gõ tab của chúng ta đi. Ngoài ra nếu mà chúng ta gõ nhiều lệnh thì nó sẽ tự động nó thẳng hàng với lại nhau. Rồi thì ở đây chúng ta gõ một cái thứ đấy, ví dụ như thẻ meta, nó tự động nó thẳng hàng với lại cái này, vân vân. Chúng ta gõ thẻ như nào thì nó cũng tự động thẳng hàng link này. Thì đấy chính là cái đặc điểm mà trong khái niệm của phần mềm người ta gọi là auto indent hoặc là auto tab. Đấy, một cái khái niệm nữa. Còn cái khái niệm code indent là cái khái niệm thò thụt cho nó đúng, bởi vì có nhiều bạn viết phần mềm thì các bạn viết code, viết mã nguồn thì các bạn không thò thụt đúng. Các bạn ví dụ head đây, trên head các bạn lại để đây. Đấy, thì như thế này là không đúng, như thế này cũng là không đúng, như thế này cũng là không đúng, mà như thế này mới là đúng. Tức là head thì nó phải đi với trên head, nó thẳng hàng cùng với nhau. Và tí nữa chúng ta phải trên HTML cũng phải như thế này. Đấy, thế thì ở đấy chúng ta có thể gọi cái khái niệm đấy là khái niệm properly indent, tức là chúng ta viết code nó ngay hàng thẳng lối, chứ một số bạn viết là lung tung lắm. Thế thì cái Notepad ++ nó giúp chúng ta việc viết code indent rất là tốt. Khái niệm thứ hai đó là khái niệm code hint, hay còn gọi là code hinting. Code hint tức là như nào? Tức là ở đây có một số bạn gõ mà không nhớ lệnh thì các bạn có thể nhờ họ gõ dùm cho chúng ta. Ví dụ ở đây tôi gõ từ HTML mà tôi không biết là HTML hay là HMTL chẳng hạn, tôi không nhớ được, thì tôi có thể bấm nút để nó hiện ra cho tôi cái từ mà tôi cần biết. Đấy. Hoặc là ở đây là một số cái hàm. Thì ở đây cái phím mà chúng ta dùng đó là trong Notepad ++ đó là Ctrl Space. Đấy, cái này thì nó tự động nhá. Đấy, còn cái này thì phải kích hoạt bằng nút Ctrl cộng với nút dấu cách. Một cái khái niệm nữa đấy là khái niệm code highlight, tức là sao? Tức là bôi màu code đấy. Code hint tức là những cái gợi ý về code để cho chúng ta nhìn. Đấy, điển hình như là cái đoạn code này thì chúng ta thấy là sao nhỉ? Tất cả những cái mã HTML đều có cái màu khác, chữ bình thường có màu đen, có đúng không nào? Thì đấy chính là cái khái niệm mà code hin tức là nó tự động đổi màu chữ. Tất nhiên có một số thứ thì nó không đổi màu thì chúng ta phải đặt cái chế độ cho nó đổi màu. Thế thì ở đây tôi quay lại cái code hin một tí. Nếu mà chúng ta tự động muốn nó tự động kích hoạt cái code hin này mà không phải bấm Ctrl Space thì chúng ta có thể vào cái option của nó. Ví dụ như chúng ta vào setting và reference. Đấy, ta sẽ tìm ra cái phần về edit chẳng hạn như này. Nó có khái niệm về auto backup, auto complete này. Đấy, nếu mà chúng ta bấm vào đây nó sẽ tự động hiện lên. Đấy, nếu mà chúng ta bỏ đi thì nó không hiện, nhưng mà nếu chúng ta để thì nó sẽ hiện. Ví dụ như bây giờ ta thử nhé. Vẫn phải ấn, nó có nút gì để đỡ phải ấn này. Setting for reference. Đây có lẽ cái phím này, tôi thử để 1 thôi nào. Đó, nếu mà chúng ta thấy rằng bây giờ một cái vấn đề nữa là nó ra những cái hàm của PHP. Thế còn nếu mà chúng ta muốn nó không phải PHP thì nó thử save cái này thành HTML nhé. Đấy, chúng ta thấy rằng nó đã nhận được cái ngôn ngữ mà nó cần thiết, đúng không nào? Đó, thì chúng ta không phải bấm Ctrl Space nữa, đúng không? Đấy, kích hoạt tự động. Vào setting, đúng không? Reference, backup auto completion. Đấy, làm như này nhá. Thì tôi từ từ đã, đây tôi chỉ nói về cái cách làm thôi. Còn code highlight thì tự động chúng nó sẽ nhận ra một số cái ngôn ngữ, còn nếu nó không nhận thì chúng ta save thành file gì đó nhá. Save file thành HTML hoặc thành PHP thì nó sẽ tự nhận. Thế cho nên là các bạn lưu ý, để hoạt động tốt thì các bạn nên save file từ đầu nhá. Đấy, thì tôi sẽ để rất là vướng, đúng không? Đấy, thì tôi giới thiệu qua một số cái khái niệm vậy. Thế còn cái triết lý của tôi đấy là sao? Triết lý về cách dùng ấy, đó là khi mà làm thì cần làm nhanh nhất và cần các cái phần mềm hỗ trợ, nhưng mà trong cái giai đoạn học ban đầu thì tôi khuyến khích để mà các bạn nhớ các cái hàm ấy, thì các bạn nên tắt cái chức năng highlight này đi nhé, bằng cách các bạn setting lại, tắt đi. Tắt code hin, thậm chí tắt cả code highlight. Thế còn cái code in đen thì cứ giữ nguyên lại. Tại sao thế? Bởi vì chúng ta đang trong cái giai đoạn học. Mà khi học thì chúng ta nên tập nhớ và tập sửa sai, bởi vì chúng ta sẽ học được nhiều cái sai. Đấy, cho nên tôi khuyến khích là khi học thì các bạn nên để code đen như vậy để cho nó dễ sai hơn, bởi vì khi chúng ta sai thì chúng ta đã học được nhiều thứ từ cái sai đấy và chúng ta sẽ nhớ được nhiều thứ hơn. Thì tất nhiên đấy là một cái quan điểm thôi, còn bản thân tôi đi theo cái quan điểm đấy và vẫn dạy học sinh cái quan điểm đấy, còn cái quan điểm đấy cũng chưa chắc đã chuẩn xác. Một số bạn lại thấy rằng để code in nó hay thì các bạn cứ để thôi, nhưng mà đấy là một cái quan điểm mà tôi chia sẻ. Còn ai phản đối thì cứ phản đối thôi. Nếu mà tôi thấy đa số các bạn phản đối đúng thì tôi về sau tôi sẽ không dạy cái bài học này nữa. Tôi sẽ bảo là các bạn lên bật cái code in lên. Đấy, trong Notepad ++ nó còn có một cái khái niệm nữa. Ngay bây giờ các bạn thấy tôi tắt cái code in đi rồi, nó không hiện cái gì ra nữa, và tôi tắt cả code highlight đi. Nó còn có một cái khái niệm nữa, đó là phần language. Đấy, thì ở đây các bạn nó sẽ hiển thị màu theo cái language mà chúng ta muốn, nhưng mà thường thì nó sẽ tự động nhận thôi. Nếu nó không nhận thì các bạn vào đây các bạn chọn, nó sẽ ra màu. Ví dụ bình thường cái này nó không bình thường. Nếu mà trong một cái file txt mà chúng ta gõ cái từ HTML nó ra màu đen, có đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta cố tình chọn đây là ngôn ngữ HTML, đấy, thì những cái thẻ đấy, chúng ta thấy rằng nó sẽ có màu. Nhưng thôi chúng ta không nên chọn thế nha, mà chúng ta lên save file từ đầu, vừa vào phát mở một phát ra gõ được một chữ là save luôn. Đây, chúng ta không nên để nó xong rồi chúng ta mới save, thì đúng không? Đây, chúng ta gõ thêm tiếp và chúng ta gõ được khoảng vào 5 phút thì chúng ta lại save một lần. Thế thì phím tắt là gì nhỉ? Ctrl++, là save nhá. Ai cũng biết đúng không nào? Save là bấm vào cái nút này. Đấy. Hoặc là vào file chọn save. Còn save as là tạo ra một cái file khác. Đấy, thế còn có cái khái niệm đó là encoding. Encoding tức là chúng ta vào encoding này, chúng ta chọn cái encode của nó, thì tôi khuyến khích các bạn nên chọn UTF8 with BOM. Thế còn UTF8 with BOM nó khác với UTF8, khác với những cái như này như thế nào thì tôi sẽ giải thích sau. Thế nhưng mà đại khái bây giờ các bạn biết là chúng ta lên dùng UTF8 with BOM này, thì đấy chính sau các chúng ta gõ tiếng Việt. Nếu để ANSI thì nó sẽ không gõ tiếng Việt được, tức là đầu tiên gõ được nhưng mà lúc save nó sẽ mất. Còn nếu để UTF8 như thế này thì khi lập trình PHP nó có thể gây ra một số cái lỗi do nó có một số ký tự không nhìn thấy bằng mắt thường ở đầu file. Đấy chính là ký tự mà người ta gọi là bom ấy, nhưng mà tôi sẽ giải thích khi nào cần thiết thôi. Còn tạm thời các bạn cứ hiểu được, cứ để UTF8 với bom là được. Đấy, thì đấy là khái niệm encoding, là khái niệm chọn kiểu nhé. Thế còn nếu như bạn muốn tùy biến cái Notepad ++ thì các bạn biết cái khái niệm này rồi, các bạn có thể tùy biến được bằng cách các bạn vào setting, preference. Các phần mềm đều có cái nút này, một là vào setting preference này, hai là vào edit sẽ có preference hoặc option hoặc là tool option. Phần mềm nào nó cũng có những cái chức năng như thế để mà chúng ta tùy biến lại nó. Thế thì trong cái phần mềm cụ thể Notepad ++ thì nó ở đây, setting preference. Thì ta có thể có một số cái phần lựa chọn, ví dụ như là chúng ta có thể phần lựa chọn new document, thì chúng ta tốt nhất chúng ta liên tích vào UTF8 với BOM và apply to open ANSI file. Chọn như thế này thì bất kỳ một file mới mở ra nó sẽ tự động chọn kiểu UTF8 với BOM. Chứ nếu chúng ta để ở trên này thì nó sẽ ra file ANSI, và chúng ta mỗi một lần mở file chúng ta lại phải vào encoding chúng ta chọn lại thì nó hơi mất công, để nó tự động nó chọn ở đây. Đấy là một cái lựa chọn này. Cái phần lựa chọn nữa là cái phần display line number. Chúng ta thấy tắt đi thì nó sẽ không hiện cái đếm số dòng ở cạnh nữa, thì chúng ta nên để, bởi vì nhiều khi báo lỗi, phần mềm nó báo lỗi ở cái dòng nào đó thì cái chức năng này sẽ rất là hữu ích. Đó, chúng ta nên để này. Cái phần auto complete là nếu như mà bạn bật lên thì nó sẽ giúp bạn nhớ nhé. Ở đây là nhớ các cái tham số của hàm, còn đây là nó tự động nó hiện ra như chúng ta vừa nhìn này. Thì tôi tắt đi. Tất nhiên nếu mà để hữu ích khi dùng thì chúng ta cũng có thể đổi cái con số này, ví dụ như thành 3, 4, 5, 6 gì đó. Chứ còn nếu chúng ta để 1 thì cứ gõ bao nhiêu một phát là nó ra luôn thì nó cũng hơi khó. Đó, chúng tôi thường thì tôi để như này thôi. Đấy. Hoặc là tốt nhất là lên tắt đi, không trong khi học thì lên tắt đi để cho nhớ hàng. Còn một cái vấn đề nữa là vấn đề Smart Highlighting, tức là nó sẽ tự động nhận dạng code để nó hiện ra cái bôi màu xanh đỏ cho chúng ta dễ nhìn. Auto indent là cái chức năng mà tự động indent, tự động thò thụt như lúc nãy tôi đã nói đấy, thì là những cái thứ chúng ta lên để, chứ đừng nên tắt đi, đúng không? Cứ để nguyên như này. Đấy, thì đấy là những cái option mà chúng ta có thể chú ý một chút.